Cái giờ nói về y khoa theo khoa học đó, thì cái chuyện đó nó vô lý. Theo y á thì vậy là đâu còn nhân quả. Mà mình nói thẳng ra nghe thì nó mít lòng đụng chạm. Cái nhân quả của mỗi người chứ không phải khi không. Mà tài năng nào y đi qua thế giới bên kia thông công qua bển để mà y chống đối với một đấng vô hình nào đó. Chắc chú ba có theo dõi vụ lùm xùm của lương y Bảo Hồng Yên đúng không ạ? Nói thật sự ra em là tôi nghe thì chuyện của ta thì nó thật sự ra nghe tôi ít có dám để tâm lắm. Thì sợ tiếng đời nói là cạnh tranh hay là này kia cái nọ thì tôi không có dám xí miệng vô, tôi không dám nói. Người ta như vậy dù biết mơ mốt mình giữ vững được cái bản thân của mình hay không, dù mình lâm dấp giống y người ta đường sao. Tôi thật sự ra tôi cũng phải, cái đó là một cái bài học để cho tôi giữ gìn cái thân phận tôi nữa. Chứ đừng có nói mà tôi dám, tôi không dám nói. Y làm, y gieo nhân thì y gặp quả. Cái nhân là cái giống, quả là trái. Không lẽ y trồng trái bắp mà y ăn trái đậu. Gieo nhân gặp quả, Bồ Tát sợ nhân, nhân sanh sợ quả. Thì thấy như vậy đó là một cái gương để mà mình tự lo cái thân mình. Đỡ nay như vậy rồi ngày mai lỡ cái tâm tánh mình thay đổi, mình vì vật chất tiền tài mà mình thay đổi tâm tánh của mình rồi nó thế nào, tôi phải sợ chứ. Lợi danh bị đọa biết bao người, nhiều kẻ nay còn ý dễ ngươi. Hãy muốn lợi danh thì mang tắc đức, mà thờ chung danh lợi hết gần trời. Đó là như vậy. Câu sấm giảng vừa rồi chú ba mới đọc á, chú ba thầy dạy nghĩa cho con rõ được không ạ? Những cái câu chữ ở trong đó. Như cái câu nó thì đâu có cái gì đâu xa em. Lợi danh bị đọa biết bao người, nhiều kẻ nay còn ý dễ ngươi. Hãy muốn lợi danh mang tắc đức, thờ chung danh lợi hết gần trời. À, thì nó rõ quá rồi. Thì đừng biết được mình nên làm sao chừa tránh. À, hay là hoặc ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ham tiền tài thì có ngày vướng nặng eo, mà ham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát. Nó có gì đâu. Thì giờ mình biết được phải nên chừa tránh. À, đừng có để cho lâm dấp vô trong cái ngã đó. Thì đã người ta bị rồi mà mình bị dấp nữa là không biết con người hay là con gì. Nhưng mà thật sự á, khi mà lương y Võ Hồng Yên đã chia sẻ một câu, đó là 14 năm trước đi chữa bệnh cứu người không có màng tới danh lợi, rồi đến năm thứ 15 mới biết được vợ chồng của ông Dũng là vôi, rồi dẫn đến câu chuyện nó vượt không vượt qua được cái cám dỗ. Thì bản thân chúng ba nghĩ rằng nếu mà mình rơi vào cái nghịch cảnh đó thì có khi nào mình cũng vì cái đồng tiền mà mình bỏ đi hết tất cả những đạo lý đó. Không em, tôi không phải là tôi không ham, mà cái ham của tôi nó khác hơn họ. Tôi ham, tôi cũng có ham, có ước từ lâu. Tôi có số tiền lớn, tôi đào tạo làm sao vừa phải, có chỗ giúp đời, có chỗ có cơ ngơi để đỡ nâng những người khó khăn, có chỗ ở, có công ăn việc làm. Rồi một thời gian nào họ được vững vàng thì họ muốn đi thì mình tiếp tục, mình vớt người khác. Là tôi mong ước, tôi mơ tưởng vậy thôi, chứ còn cái việc nặng lòng quá thì nó nghe không có. Thì tôi hồi đó thì tôi có mong là tôi có miếng đất rộng khoảng chừng một mẫu chính giữa, thì tôi làm cái nhà niệm Phật. Hai bên đó là tôi để hai cái dãy, các hai dãy nhà nghỉ. Những người nào
khó khăn thì tôi đem vô tôi chứa, mà tôi có làm cái cơ sở gì đó cho họ làm, tiền lương họ sống có ở, có chỗ ở, thời gian vững vàng, muốn đi thì đi. Mà nên á là làm xong rồi 5 giờ nghỉ ngơi, 6 giờ vô nhà niệm Phật, tập trung niệm Phật giùm cho tôi một tiếng nửa tiếng, rồi cứ giật nghỉ là tôi mơ tưởng vậy thôi. Nói như chú Ba, tức là chú cũng mong muốn, cũng có một cái ham muốn là mình có nhiều tiền, nhiều tài sản để mình phục vụ giúp đời, đúng không chú Ba? Vậy thôi, chứ tôi không có tính cái gì mà cái bung phùa tí quản mà làm có tài sản nhiều để mà lo riêng tư, hay là cho sắm của tiền mà như họ, thì tôi không có mơ cái chuyện đó. Thì tôi ước vậy thôi, chứ còn cái mơ là không phải mơ, mà tôi ước á. Tôi có điều kiện thì tôi làm như vậy. Điều thứ hai là tôi coi cái chỗ bệnh viện nào lớn thì tôi mở cái nhà thuốc tây tôi bán, chứ không phải là tôi cho. Mà tôi bán á, mà cá nhân riêng tôi có cái con dấu nhỏ riêng, tôi đã đem vô ở trong bệnh viện ông trưởng khoa giữ, kiểm tra bệnh nào, bệnh nhân nào thật sự nghèo khó khăn thì đóng vô cái hóa đơn thuốc, thì đóng con dấu vô đó, làm cái dấu gia nhà thuốc đó miễn phí. Thì tôi tính vậy, chứ còn mà tràn lan thì chúng giết chết, chứ không phải không, họ bán không được, họ ganh tị là họ giáng sanh mình, chứ không phải dễ. Dạ. Thì tôi tính vậy thôi. Còn tôi vẫn bụi đời à, chứ tôi không da dẻ gì là cái người làm chuyện nghĩa đâu, tôi không thích cho người ta biết. Nói thật sự với em, cái hồi đó tôi cũng tạo nhiều nơi lắm, mà để cho ai làm là gì, làm không bao giờ tôi trường mà. Rồi tôi trốn mắt gì à, chứ không bao giờ. Chú Ba ơi, chú Ba cũng là người làm nghề thuốc và cũng hàng chục năm là cứu giúp mọi người. Thì chú Ba xem cái câu chuyện mà ông Võ Hoàng Yên trị bệnh bấm huyệt rồi khỏi mù lòa tâm điếc, thì về cái góc độ mà y khoa thì chú Ba có cái nhận xét gì không chú Ba? Nói thật sự với em ơi, cái giờ nói về y khoa theo khoa học đó, thì cái chuyện đó nó vô lý. Mà nói về vô hình á, thiêng liêng á, thì nó đâu phải lúc nào cũng theo như ý mình được, một tí nhỏ nào thôi. Chứ còn mà nói mà theo y ấy, vậy là đâu còn nhân quả. Nếu y làm theo như ý y, bao nhiêu người được hết, thì thật sự ra không còn nhân quả. Cái luật của tạo hóa không còn. Nó thật sự như em như vậy. Mà mình nói thẳng ra nghe thì nó mít lòng đụng chạm. Cái nhân quả của mỗi người, chứ không phải khi không. Mà tài năng nào y đi qua thế giới bên kia thông công qua bển để mà y chống đối với một đấng vô hình nào đó, đâu phải chuyện dễ. Nhưng đấy, mà là ý chú Ba Trầu muốn nói rằng là những đứa trẻ bị tật, những người bị câm, bị mù, đó là họ bị kiếp trước, họ bị một cái gì đó, và kiếp này thì họ đánh phải trả cái nhân quả. Dạ. Và việc mà ông Lương Y Võ Hồng Yên mà trị bệnh mà hết tất cả tần tật tất cả mọi người, nó lại đi ngược lại cái luật nhân quả hả chú Ba? Dĩ nhiên. Nhưng mà con thấy nó lại, cái điều này nó lại đi ngược với một cái tâm của một người thầy thuốc, đó là cứ gặp bệnh nhân nào mình làm hết sức hết lòng, cứu làm sao cho bệnh nhân một tỷ lệ hết bệnh càng lúc càng cao. Thì cái chuyện đó đó, ai cũng phải muốn giúp, mà giúp có giới hạn nào, tùy theo cái bệnh. Chứ không phải bệnh nào mà cũng phải mà chính bản thân tôi
tôi cũng muốn làm sao cho theo ý tôi cho nó hết. Mà thật sự ra nghe hồi năm ngoái trăm năm á, thì có nhỏ em đó nó đau quá đau rồi, nó đau kêu bằng chỉ còn bộ xương không, chở tới đây á, thì cái bệnh đó tôi nói bây giờ chê thì tôi không chê, mà thật sự ra mà nếu mà tôi làm á thì em này chết. Tại vì nó quá yếu, nó còn bộ xương không à. Mà nếu mà tôi trục hồn á, một cái vong linh nào nó ở trong mình nó ra rồi thì chết chứ không thể nào sống. Thì cái đó là con đường đó là tôi thật sự ra là tôi chạy. Là tôi nói trước với gia đình, nếu như vậy là chết. Đó thì nó tự cái miệng của con nhỏ đó đó, nó nói. Nó tôi làm cho mòn mỏi trớ yếu. Thì từ hồi con gái tới bây giờ. Mà chừng nào hết sức tôi đem đi. Là nó chính cái miệng nó tự nói. Thì tôi nói thôi vậy là đem về chứ này là tôi hết ấy rồi. Tại vì để quá đuối rồi. Nó làm sao được, phải còn có sức á thì tôi còn đấu tranh được. Còn này gì mà đi mà phải kè mà còn bộ xương không à, thì cái hồn này đi, cái hồn đó đi thì cái xác này đi theo luôn, chứ còn hơi nào thằng chuyện mà kéo nổi. Cái đó là tôi chạy. Còn cái nào tôi cứu được thì tôi hứa tôi giúp. À, ví dụ như sụi bại tê sụi đồ đó đi không nổi chứ, thì tôi tranh đấu đi được vẫn yếu ngang. Cái nào mình sao mình nói đàng hoàng, đó là cái tì nó có thì chỉ đi đứng được hay là nhẹ nhàng vậy thôi, chứ còn mà bình thường làm sao bình thường được. Thì cái đó thì có nó, còn mà làm cho làm mà theo chống của luật thiên điều như y thì tôi không dám chống rồi. Cái nhân quả của người ta mà em đâu phải dễ giàu gì. Việc mà luật nhân quả thiệt là câu diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Không lọt. Tuy là thiên giống khâu sơ nhi bắt lậu lưới trời thưa lầm lộng chẳng lọt mãi lâm. Không tránh luật nhân quả. Thì y có bằng trời á thì em mới chấm được đạo quá thôi. Đó, thì hỏi làm sao mình nói ra chuyện của ta mình nói thì nó kỳ. Chứ thật sự ra kèn đét ơi, đâu dễ gì. À, tôi cũng có nghe nói là y lên cái liên lạc qua thế giới thứ ba được nè. Tại vì khi mà vụ việc liên quan đến Lương Y Võ Hồng Yên á, thì con nhận được rất là nhiều ý kiến của bà con. Nói là chú Bá Trầu có bị ảnh hưởng gì không? Chú Bá Trầu có bị ai dò hỏi gì không? Thì con hôm nay con đến thì con cũng muốn hỏi chú Ba về xung quanh câu chuyện đó, cũng như là cuộc sống của chú Ba có bị ảnh hưởng bởi cái việc vừa rồi không á? Tại vì cái điểm chung giữa chú Ba và Lương Y Võ Hồng Yên đó là khám bệnh và mục tiêu là miễn phí. Nhưng mà vừa rồi thì bị vỡ đi, vỡ lẽ ra bao nhiêu điều, mất niềm tin dữ lắm rồi. Thiệt, cái đó là mất lòng tin. Mình ở đây thì không bao nhiêu đâu em. Mà nước ngoài, ở Mỹ á, là nhiều. Tại vì y đi qua đó y làm nhiều chỗ lắm. Thì bây giờ cái đó nó mới mệt mỏi đó. Còn ở Việt Nam thì y đâu có làm gì bao nhiêu đâu. Vậy là chú Ba vẫn không bị ảnh hưởng gì, không vẫn sao, phát thuốc cho bà con bình thường. Dạ bình thường, đến ngay hồi đầu năm tới giờ thì nhiều, cũng nhiều lắm. Thiệt tình là nhiều. Có hơi tới trưa tới xế thì hơi quẩn, cái tối chút xíu có bữa 8-9 giờ. 8-9 giờ đêm cũng vẫn còn. Tới đông lắm. Họ lợi xin thuốc.
chơi mấy rồi. Rồi hôm nay thì con chú ba có nhắc đến một cái chi tiết mà con có để ý ấy. Chú ba có nói rằng chú ba có nghe và có biết được rằng ấy, Lương Y Võ Hoàng Yên có liên hệ với thế giới thứ ba, tức là thế giới tâm linh. Thì cái điều này chú ba có thể giải thích cho con và mọi người nghe được rõ hơn được không chú? Thì nói y nói vậy thôi. Chứ mà tài nào mà cỡ nào mà ta thông công tới thế giới thứ ba, dù cho người ta có giờ ta cũng không thố lộ nữa. Nói thiệt tình với em, có một người nào người ta luyện thần khí mà ta sức thần, người ta đi về đi qua thế giới bên kia cũng không ai thố lộ, mà cũng không ai bài phe cho mình biết nữa đâu. Nhưng mà có một cái chi tiết mà con có gặp nhiều các chú các bác có am hiểu chút về gọi là cái luyện một cái năng lực đặc biệt á, thì người trong nghề người ta hoặc là người am hiểu người ta sẽ có thể nhận diện được, đúng không chú ba, rằng cái người đó có luyện được cái món đó không, cái năng lực đặc biệt không ấy. Nói chung toàn là nói thôi em. Dạ. Chứ thực tế không có đâu. Họ nói em nghe thì như vậy thôi, chứ thật tình ra không có đâu em. Mà những người mà có đó thông công qua thế giới bên kia, không bằng em không thể nào biết họ, mà cũng không ai thố lộ cho em biết nữa. Người ta tự nhiên lắm đó, hay là hoặc người ta ra cái vẻ bề ngoài không người gì á, chứ không để cho em biết là người đó có quan hệ với vô hình. Cái đó nếu lộ ra thì gọi là thiên cơ bắt cả lậu, làm gì ai có quyền lậu. Nói thiệt tình với em như vậy, đặt ví dụ như tôi nè, cũng lắm khi á tôi ngồi luyện thần, tôi luyện khí thần đó, mà tôi mê á là tôi sức vía một chút xíu á rồi tôi còn hết hồn. Không chi mà họ mà bài phe ra khơi khơi, có đâu. Nói là nói gì chứ không nó dốc đó em. Con nghe hồi xưa người dân gian, đặc biệt ở những cái vùng núi ở miền xứ ấy, người ta thường nhắc đến cái việc nó luyện được cái khả năng đặc biệt đó, đúng không? Có là có, là một hai vị thôi. Rồi á, rồi người ta đi chứ ta không có ở để cho em biết đâu. Những mấy người đó người ta thông công được, rồi người ta qua mấy vị đó, ta qua Trà Núi Trà Lơn á, ta ẩn rồi ta bỏ xác luôn. Ở núi Trà Lơn là ở bên Miên á. Dạ. Là mấy vị đó người ta đi thẳng về bên đó người ta ẩn hết. Chứ không có ông cấm hay là núi dài núi gì hết. Mà bây giờ tôi nói thật tình với em nghe, dù cho một đấng thiêng liêng có xuống đi á, mà lúc này cũng không ai trường mặt ra cho em thấy đâu. Giờ có người ta cũng giả đò như thằng đứa nít, hay là giả đò như người thường, không ai trường mặt ra đâu em. Đây là cái buổi nào mà người ta phải bài phe, đây là một cái buổi á, bế tắc để chọn lọc lừa người xấu người tốt, chứ đâu có phải là mà để phô trương, mà người ta phải lộ nhân tướng á. Thì bây giờ do mình á, dù cho thánh nhân cũng vậy, tôi nói em nghe, đây là một cái buổi dù cho thánh nhân, dầu cho một đấng gì nào cũng phải trở xuống đây đem cái bản thân hay là hoặc cái chân linh họ tá vô một cái người nào trong sạch
để lập công bồi đức, để rèn luyện công quả, để tạo cái công nghiệp cho đầy đủ công nghiệp, để mà trở về cái cõi vô hình cho nó trọn vẹn. Cho nên những người tu anh chị quy y mà không hiểu hai chữ quy y, hai chữ quy y em thấy coi nó thật sự là nó đơn giản thiệt. Chữ quy là quay đầu trở lại, y thì làm y theo chân truyền giáo lý của Đức Phật. Mà quay đầu là quay đầu về đâu mới được, mới gọi là quay đầu. Chữ quy, quy là quay, mà quay đầu về đâu? Mình phải biết được cái nguyên nhân của mình, mình phải biết được bản thân mình, cái nguyên nhân của mình quay trở về hướng thiện, để lo lập công bồi đức, để tạo âm chất, rồi mình lo rèn luyện. Ông Phật ra kinh, ra sách, ra sấm, ra giảng cho mình coi để cầu lý, chứ không phải ra kinh sách để cho mình đọc rồi tụng lại cho ông Phật nghe. À, kinh sách làm để coi kinh, đọc kinh để cầu lý, để hiểu những cái chân truyền, những cái lời văn, lời vàng tiếng ngọc đó, để mà mình học hỏi, mình sửa tâm sửa tánh, để rèn lòng, rồi mình lập công bồi đức, để trao sửa tánh nết làm người, mới gọi là coi kinh coi sách. Chứ không phải mà kinh sách để tụng, mà đọc mà không hiểu lý, mà coi không hiểu nghĩa, cũng như ăn cơm không cá mà nuôi má không cho ăn. Nó như vậy. Anh chị hiểu lầm, mê tín, rồi cứ việc rủ với nhau, rồi làm theo có lớp có tuồng, rồi làm có luồng như cá linh, có tới mùa nó lên vậy, hết mùa nó xuống vậy. Đó. Thì bởi vì ông Thánh ông có nói là chim tìm cây mới gọi chim khôn, mà người hiền đức mới là người trí. Đó. Hay là hoặc có câu nó có gốc phải mau tầm gốc, để không tôi gặp Phật rồi mà than khóc, biết ai đâu gỡ rối mà về. Cái gốc ở đâu mà mình tìm? Có gốc phải mau tầm gốc, mình phải hiểu cái lý của ông Phật, ông nói cái nghĩa nó thế nào. Mình cái gốc của mình đâu? Trên có ông trời, dưới có đất, trên có hoàng thiên, dưới hậu thổ. Thì chỉ ngoài trên là trời, dưới là đất, là thiên là trời, hậu là thổ. Thì có người nói là cha trời mẹ đất, chỉ có ông trời mới có ông Phật. Em phải tìm cái gốc, cái chân truyền đó, cái giáo lý đó, cái nguồn gốc đó thì em về nó mới tới, chứ đâu phải khi không cái nói cái gì đầu này hay rồi hả đầu kia giỏi rồi mình bắt chước mình đi theo. Ham linh ham nghiệm thì e mang nghèo, lựa sao phải cột phải kèo, không thôi kèo lựa sao phải cột phải kèo. Đó, rồi không đúng cột kèo á thì nó phải ngã. Đó, vậy đó. Thì bây giờ mình nghĩ thế nào? Mình coi kinh mình phải hiểu lý, để mà mình tận tường, để mình trao dồi, mình sửa bằng cái tâm, chứ không phải mà tụng hoa gõ niệm Phật cũng đâu đợi mùi hương. Thành lòng khấn niệm tà trương cũng gần, tu cũng đâu cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng tưởng vậy thì mới nên.